Vào chiều ngày 3 tháng 12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn chỉ đạo các sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong chiều ngày 3 và ngày 4 tháng 12, ghi nhận tại bến xe miền Đông, lượng khách bất ngờ tăng đột biến. Đa số hành khách cho biết tranh thủ về quê sớm để không bị mắc kẹt nếu lỡ dịch bùng mạnh trong cộng đồng. Các hành khách đến bến xe đều đeo khẩu trang, đảm bảo việc phòng chống dịch trước khi lên xe, và tại các điểm chốt đều có nhân viên đo thân nhiệt cho hành khách ra vào. Thì cái đợt dịch thứ 3 thì này thì cái việc đi lại thì phải cẩn thận. Không biết có những lần trước không? Những lần trước thì đi lại nó khó khăn rồi đó. Thì đi lại nó khó khăn thì nó ảnh hưởng là chắc rồi. Cái đợt dịch Covid này nên là lần này đi thì anh em tài xế và phụ xe là cẩn thận, là cũng có khẩu trang, phòng ngừa nước rửa tay đầy đủ. Nói chung là anh em đi làm thì cũng sợ như hai cái đợt dịch trước. Dạ. Anh em ở nhà mất mấy tháng mà không có lương. Cũng sợ đợt này bùng phát, cho nên là nghe thông tin như vậy là anh em cũng chủ động phòng ngừa. Mình vẫn tuân thủ đeo khẩu trang đầy đủ, nước rửa tay, sát khuẩn có. Cuối tuần là tới chủ nhật 16. Nếu không có gì thì ngày thứ hai đi học lại. Nhưng mà trường mới vừa thông báo là trên trang của trường là có một bệnh nhân là sinh viên năm nhất khu Tết học thể đợt tại xe thử xe ngành công an, thì tạm như trường đang bị được phun xịt khử trùng, cho nên mình cũng chả biết khi nào đi học lại, thì chắc là thứ hai đi học lại không. Nhưng nghỉ học như thế này thì cái tình trạng học của mình bị kéo dài ra, rồi nói chung là mình phải học dồn này nọ cái thứ, rồi mình sẽ bị trễ. Bạn mình thì có bạn về bạn không, có bạn thì bảo là chờ tới thứ hai tuần sau á, rồi nếu mà trường cho nghỉ tiếp thì bạn sẽ về, còn không thì bạn sẽ tiếp tục ở lại đi học. Vì một số trường học trên địa bàn thành phố cho sinh viên tạm thời nghỉ học vì dịch bệnh nên có nhiều bạn sinh viên đã quyết định về quê. Qua ghi nhận, hầu hết các hành khách về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.